Chương trình xin được quay trở lại với không khí lễ giao quân phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024 tại các địa phương cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, thành phố Ninh Bình phấn đấu sẽ trồng khoảng 10.000 cây xanh, trong đó tập trung giả soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, tập trung trồng các loại cây phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, ưu tiên trồng cây lâu năm, cây bóng mát, cây lấy gỗ, tạo điểm nhấn đô thị, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng đô thị văn hóa, sinh thái thân thiện với môi trường, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Năm nay, lễ phát động gia quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ được thành phố Ninh Bình tổ chức tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Ninh Khánh. Để thực hiện được mục tiêu trên, thành phố đề mạnh tuyên truyền để mọi cán bộ đảng viên, toàn thể nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò của cây xanh với đời sống, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia trồng chăm sóc bảo vệ cây xanh, yêu cầu các phòng ban, đơn vị, xã, phường tích cực thực hiện trồng cây ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch của cả năm. Tại huyện Yên Khánh, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Những năm qua, cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị và nhân dân trong huyện luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới nâng cao của huyện nhiều địa phương đã tích cực phát động phong trào trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả, xây dựng vườn mẫu, phong trào đường cây đường hoa do các đoàn thể phụ trách đã trở thành tuyến đường đẹp là địa điểm để nhân dân và nhiều du khách tham quan chụp ảnh. Năm 2023 toàn huyện trồng được hơn 12.000 cây các loại. Đến nay toàn huyện có 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 186 thôn xóm kiểu mẫu. Năm nay, huyện phấn đấu trồng trên 15.000 cây xanh các loại, trong đó mỗi người trồng từ 1 đến 2 cây, trồng cây nào sống cây ấy, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, biện pháp cụ thể trong việc trồng và chăm sóc cây. Phấn đấu tỷ lệ cây xanh nơi công cộng đạt 4m2 trên đầu người, trở lên theo Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Từ đó góp phần xây dựng Yên Khánh trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn được huyện Kim Sơn tổ chức tại trụ sở mới Công an xã Văn Hải. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh bảo vệ môi trường sinh thái, việc trồng chăm sóc bảo vệ cây giao cho các tổ chức cá nhân cụ thể, gắn với quyền lợi được hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan ban ngành địa phương cần tích cực trồng cây ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, toàn huyện đã tiến hành trồng được 10.000 cây các loại. Theo kế hoạch, năm nay Kim Sơn sẽ trồng hơn 100.000 cây, tập trung trồng ở những nơi công cộng như đường giao thông, trường học, cơ quan, nhà văn hóa. Năm 2023, huyện đã trồng được hơn 90.000 cây phân tán, cây ăn quả các loại, trồng mới 92 hecta rừng ngập mặn ven biển, theo chương trình dự án do chính phủ Hàn Quốc viện trợ. Qua đó góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Do được chăm sóc bảo vệ tốt nên diện tích và chất lượng rừng được nâng lên, đa dạng sinh học ngày càng được cải thiện. Việc bảo vệ môi trường sinh thái được chú trọng. Tại huyện Yên Mô, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ được tổ chức tại trụ sở Công an xã Yên Thành. Năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng được 230.000 cây các loại, trong đó riêng dịp đầu xuân trồng ít nhất được trên 7.000 cây. Để hoàn thành chỉ tiêu này, các cơ quan đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Đối với các xã, thị trấn, mỗi đơn vị trồng từ 500 cây trở lên trong dịp Tết Nguyên đán ở khuôn viên trụ sở, dọc cấp trục đường giao thông, nhà văn hóa thôn, xóm. Các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức trồng ở những khu vực theo kế hoạch đề ra, đồng thời phát động nhân dân tích cực trồng cây ở vườn nhà, vườn đồi, trên diện tích đất lâm nghiệp, đảm bảo thiết thực hiệu quả sau khi trồng giao cho các tập thể cá nhân tiến hành bảo vệ chăm sóc đúng kỹ thuật, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và nâng cao thu nhập cho người dân. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn và trồng cây xanh trên địa bàn huyện năm 2024 được huyện Nho Quan tổ chức tại quảng trường nhà văn hóa trung tâm huyện hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, huyện Nho Quan đã đăng ký trồng hơn 1,5 triệu cây. Trong 3 năm qua, mặc dù chịu tác động xấu của thiên tai dịch bệnh, nhưng toàn huyện đã trồng được hơn 820.000 cây xanh phân tán, trong đó chủ yếu là các loại giống cây bản địa, cây lấy gỗ, gắn với bảo tồn nguồn cây quý hiếm của địa phương với khẩu hiệu trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường. Năm 2024, toàn huyện có kế hoạch trồng 320.000 cây phân tán các loại. Riêng trong đợt phát động trồng cây đầu xuân, phân đấu trồng 40.000 cây và bảo đảm trên 95% cây trồng sống được chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt. Những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề. Do đó, phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế tất yếu. Đặc biệt, đối với Nho Quan, là một huyện miền núi với gần 18.000 ha rừng, thì việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng càng có nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương. Tại trụ sở Công an huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Giáp Thìn. Phong trào trồng cây nhiều năm qua không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế xã hội, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai nâng cao chất lượng môi trường sống góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân để độ che phủ cây xanh trên địa bàn huyện đảm bảo kế hoạch lãnh đạo huyện đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các đoàn thể tiếp tục tổ chức giả soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp du lịch xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu lựa chọn các cây trồng phù hợp với từng khu vực đô thị các khu điểm du lịch các cơ sở sản xuất và các điểm dân cư nông thôn sau lễ phát động các đại biểu thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Me đã tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở làm việc công an huyện. Được biết trong năm 2024, huyện Gia Viễn phấn đấu trồng 220.000 cây phân tán các loại, trong đó riêng đợt Tết trồng cây đầu xuân này sẽ trồng trên 2.500 cây xanh. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục trong những năm qua thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Huyện Hoa Lư đã tổ chức Tết trồng cây ngày càng thiết thực hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, xây dựng đô thị các khu điểm du lịch xanh sạch văn minh và hiện đại, góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống. Đặc biệt ngay trong những ngày đầu xuân giáp thìn, các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham gia trồng hoa cây ăn quả, cây cảnh, cây chắn gió, chắn sóng, bảo vệ đê sông, chống sói mòn đất, trồng cây trong các thôn, xóm, tại các khu, điểm du lịch, dọc đường, giao thông, đồng thời tăng cường bảo vệ rừng, không để xảy ra các vụ chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Nhất là tại các địa phương nằm trong vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Tràng An. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân, các em học sinh đã tham gia trồng 80 cây hoa ban tại khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng. Trong đợt phát động trồng cây đầu xuân năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng 500 cây, gồm hoa ban, trương vàng và keo. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua rất nhiều cây xanh đã được các đoàn viên thanh niên trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt. Các hoạt động thiết thực này đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, cải thiện môi trường sống, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Năm 2024, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh phấn đấu trồng mới khoảng 270.000 cây xanh các loại. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã trồng 100 cây dừa tại tuyến đường đi bộ Đê Hữu, xóm mới Tây Phú, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần sung kích trách nhiệm của tuổi trẻ Ninh Bình trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và giữ gìn môi trường sinh thái. Tại lễ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực tham gia tích trồng cây, đời đời nhớ ơn Bắc Hồ và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã ra quân trồng mới được gần 1.000 cây xanh, chủ yếu cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ trong khu vực thao trường huấn luyện. Cùng với đó, năm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức phát động và trồng mới được 5.000 cây xanh các loại. Đây là hoạt động được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ hơn về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của Tết trồng cây góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại, khu vực huấn luyện xanh, sạch đẹp. Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đảng ủy lãnh đạo Công an thành phố Ninh Bình luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng trụ sở cơ quan đơn vị khang trang, sạch đẹp hơn, đáp ứng tiêu chí cơ quan văn hóa. Cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và tổ chức lễ phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương, đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải là người gương mẫu trong quá trình thực hiện, hăng hái tham gia trồng cây với phương châm trồng cây nào tốt cây đó, phân đấu chỉ tiêu trồng cây xanh năm sau cao hơn năm trước. Ngay sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ công an thành phố Ninh Bình đã tổ chức trồng trên 7.000 cây vàng anh, lát hoa tại khu đất phía đông đường Tôn Đức Thắng, phường Ninh Khánh,